Xin chào mọi người. Thì được biết là cây phú quý được xem là một trong những cây cảnh mà được nhiều người ưa chuộng hiện nay. Thì cùng tìm hiểu ý nghĩa và cách trồng chăm sóc của loài cây này với mình nhé. Về cây này thì cây phú quý này được trồng và phổ biến ở Việt Nam và Trung Quốc. Cây này có cây này là cây thân thảo màu trắng hồng và có viền xanh đỏ hồng. Đấy, thấy không? Đấy. Chiều cao của cây này trung bình khoảng 30 đến 50 cm. Chiều cao của cây này thì trung bình khoảng 30 đến 50 cm và cây có rễ trùng, ban đầu thì nó là màu trắng, sau đó nó sẽ chuyển sang màu xanh, lá xanh này. Thường thì cây phú quý nở vào mùa hè và mà nó sẽ nhạt khi mà tàn đi, tàn để lại màu cam và đỏ mọng. Thì cây phú quý có thể trồng cạn hay là thủy sinh, còn cái cây mình đang cầm là cây trồng cạn nhá, trồng đất đấy mọi người. Đấy, đây, bên đây là chậu nhá. Thông thường thì dưới văn phòng hay là người gì nhỉ, dưới văn phòng hay chọn cây này để làm vật trang trí bàn làm việc. Cây thì ưa bóng râm mà kỵ ánh nắng trực tiếp chiếu vào cây, nên là mình để bóng râm thôi, để ánh nắng, để ánh sáng bình thường, để ánh sáng trong nhà ấy, mọi người. Nếu mà muốn cây ra hoa thì phải cho cây đủ ánh nắng, và khi cây ra hoa thì ý nghĩa sẽ là kiểu cắt tường tài lộc. Đấy, cắt tường tài lộc. Về công dụng của cây phú quý này đối với đời sống thì ngoài trang trí trong nhà hay văn phòng, còn do mang ý nghĩa tốt lành, cây phú quý có thể công dụng hữu ích cho đời sống của mình, như là khả năng lọc không khí tốt này, loại bỏ các khí độc như là benzen, giảm bớt khói bụi, giúp cho môi trường sống trong lành hơn. Ngoài ra thì cây có tác dụng là giảm căng thẳng và tinh thần minh mẫn, vui vẻ khi cây tỏa ra năng lượng tích cực cho bạn. Đó, mời xem. Cây rất đẹp nha. Tiếp theo là về ý nghĩa phong thủy đi. Về ý nghĩa phong thủy thì cái tên phú quý mà chúng ta gọi ấy, nó có ý nó nói lên ý nghĩa của cây là phú quý tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và giàu sang, nên người ta có câu giàu sang phú quý hay là phú quý cát tường nha mọi người. Đấy. Vì vậy cây thường được xem là món quà để tặng các dịp tân gia này, lễ Tết này, khai trương, nói chung là vào các dịp lễ là có thể tặng cây này, chúc cho gia chủ được may mắn, tài lộc phát tài, phú quý. Về mà về cây phú quý mà bạn là hợp với cả mệnh nào ấy, ngày tuổi nào ấy, ngoài ra thì mệnh cung là cây phú quý rất hợp cho người mệnh hỏa, bởi vì màu sắc của nó là màu đỏ hồng, thuộc lành hỏa ấy, hành hỏa ấy, đỏ hồng, đỏ hồng viền này. Đấy. Đồng thời thì cây có màu xanh thuộc mày, thuộc hành mộc, thì mộc trợ hỏa sẽ giúp cho mệnh hỏa giảm bớt đi những căng thẳng, kiềm chế lại tính nóng nảy và bốc đồng của mình, tăng thêm không khí tốt và thu hút tài lộc, làm công việc
hạnh thông hơn. Đấy. Ngoài ra thì xét về mệnh thì cây Phú Quý phù hợp với tuổi Dậu nhé. Tuổi Dậu ấy là nên sở hữu cho mình một cây Phú Quý trong nhà, giàu sang, thi nhau gõ cửa, cuộc sống bất khó khăn hơn và trở nên dễ thở hơn đấy mọi người ơi. Thì cây Phú Quý này rất là tốt. Về mà cách chăm sóc của cây này ấy, thì rất là dễ chăm sóc luôn. Cây Phú Quý này thì trồng trong đất này, trồng đất, và cây Phú Quý rất dễ trồng, là có hai cách để trồng cây này là trồng đất và thủy sinh nước.